Ok nhá, xin chào tất cả mọi người trở lại kênh của mình nhá. Chúng ta cùng nhau quay trở về với game Counter-Strike. Nói chung là ngày hôm nay ấy, mình sẽ cùng các bạn tiếp tục quay trở về chế độ đánh PvP một chút. Thì nói chung là nhân dịp có con Xiao Jun thức tỉnh, ta sẽ xây dựng đội hình liên quan đến nó. Thì sẽ tiến hành quay trở về chế độ PvP một chút, xem là liệu có thể quay trở lại được cái rank Bạch Kim với lại con này không. Thì trước đấy hiện tại cao nhất mình đang Bạch Kim với sự xuất hiện con Yuna. Nhưng tuy nhiên là sau khi con Yuna bị cấm xong thì mình cũng tụt xuống danh vàng rồi. Thế ra bây giờ mình xem liệu con này có giúp mình lên Bạch Kim không thôi. Chỉ ước mơ lên Bạch Kim thôi, không ước mơ gì cao sang đâu. Mấy cái hạng cao hơn Bạch Kim nữa mình không ước mơ làm gì. Chúng ta biết sức mình ở đâu thôi. Nói chung thì trước khi vào nội dung chính của video này, các bạn đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Thì bây giờ mình sẽ xem qua một chút về cái chế độ, xem tuần này nó cấm con gì. Vào lại chế độ Gauntlet này. Ta vào đây hiện tại sang bế độ cuộc sang bên cuộc chiến xếp hạng xem lượt cấm tuần này. Thì tuần này hiện tại đây đang cấm rất nhiều con đây, nó cấm con Yuna tiếp nên là mình sẽ bỏ qua Yuna đi. Mặc dù mình rất thích con Yuna nhưng mà tuy nhiên là bị cấm. Mình không biết Yuna mạnh ở điểm nào, thấy đánh hay thắng thì thích thôi. Kiwon bị cấm này, Gaeun thì mình không có, mình không quan tâm. Còn Serapel thì con này mình không có, mình chẳng quan tâm lắm. Con này thôi không sao, con này cấm thì kệ đi. Rosaria mấy con này cấm, ok. Thế rồi sang bên tàu cấm ở đây hiện tại thì tàu hồ cấm 1. Một số bạn bảo mình là tàu hồ tuy cấm 1 thì vẫn dùng được, bao giờ cấm 2, cấm 3 bắt đầu mới không dùng thì có lẽ mình sẽ vẫn dùng tàu hồ. Còn không thì có thể dùng thêm một số tàu khác, ví dụ như là tàu ấy, mấy tàu khác không bị cấm, có cái tàu gì quên tên rồi. Cái tàu gì đánh hình chữ thập mình quên tên mất rồi. Thôi kệ đi. Nhưng mà thôi mọi người khuyên mình bảo cứ dùng tàu này thì cũng được, thì cứ dùng tàu hồ đi. Còn đơn vị được nâng cấp tuần này là con pháo đài, con Nayuka và con Dominic này. Thì con Dominic là mình không có, nhưng mà nó da đen trông xấu quá mình không muốn quay. Con này thì hiện tại mình chưa nâng cao nên mình cũng không chơi mấy. Con này pháo đài mình tạm tạm, nên nói chung là mình có trong đội hình mình không xây dựng liên quan đến nó nên mình bỏ qua nó luôn. Và như vậy là sau khi nắm qua đội hình cơ bản như vậy, tiến hành đội hình của ngày hôm nay của mình sẽ là như sau. Ở đây mình sẽ sử dụng đội hình gồm có tàu hồ là tàu chính của mình. Thuyền trưởng hỗ trợ mạnh nhất của mình vẫn là con Sigma. Tiếp tục nữa ở đây mình sẽ dùng, ở đây hiện tại có lẽ mình sẽ xem xét cái việc dùng một là con Hildy, hai có thể dùng con Naojubin. Tại hai con này đều liên quan đến hệ liên quan đến kiểu tanh. Hai con này đều là tanh và đều là kiểu tướng thức tỉnh và đều có số lượng cost na ná nhau, thì sẽ đan xen với việc dùng của Hildy với dùng con Naojubin. Thế bản Naojubin mình thì mình cảm giác nhé, mình cảm giác là con Hildy mình sẽ mạnh hơn, tại vì Naojubin mình nó hơi liên quan đến đồ, mà đồ mình thực sự đồ mình chưa bao giờ nó cao cả. Hầu như tất cả các đồ mình chỉ mang tất cả rất hết sức là cơ bản, gọi cho đúng set thôi, còn để cho cái chỉ số đủ to để hiệu quả thì gần như mình không có. Nên thành ra mình đang nghiêng cho con Hildy một chút. Thứ hai về cấp con Hildy mình đang cao hơn một chút nữa, mình đang nghiêng cho Hildy hơn một chút xíu. Nhưng thì mình sẽ xem xét việc dùng đan xen giữa hai con Hildy với con Naojubin trong quá trình mình chiến đấu. Còn nói chung ở đây thì để phá giáp team địch ở đây mình vẫn tiếp tục dùng con Chifuyu. Con Xiaoyong là con mới có của mình, chắc chắn sẽ cho vào rồi. Nó là tiêu điểm trong cái video ngày hôm nay mà. Bơm máu tuần này không bị cấm Evelyn nên vẫn dùng Evelyn để bơm máu. Hỗ trợ thêm một con phòng thủ nữa, ở đây mình có thêm con Lee Yumi. Còn giả sử để đối chọi với lại con thường một số bạn lầy lộn vẫn chơi Yuna thì mình sẽ dùng con Hara có gì ra quật con Phượng Hoàng con Yuna. Và để gây hiệu ứng choáng địch thì mình có thể dùng con CVA. Và nói chung là để dồn địch vào chém sát thương lớn một tí, mà mặc dù máu hơi giấy nhưng mà sát thương to một tí thì mình có thể dùng thêm con Yumina. Đó là những cái con tướng mình sẽ dự kiến dùng trong tuần này. Và chỗ Hildy với con Naojubin mình sẽ xem xét đan xen nó. Tất nhiên là tùy thôi, nếu thắng nhiều quá là chả đan đâu, còn nếu mà giờ thử thua có thể thử vận may một tí. Mình sợ cái này là đồ cấp nó chưa cao và đồ nó cũng không đẹp lắm, mình sợ nó hơi yếu thôi. Bây giờ mình sẽ đánh thử một chút xem mà liệu cho mình lên tỏa sáng nhé. Nói chung là trong các tướng mình từng chơi thì có vẻ là con Yuna là từng con cho mình tỏa sáng nhất, nó kéo mình lên được danh Bạch Kim. Bây giờ mình xem liệu con Xiaoyun có thể giúp mình làm điều tương tự không, tiến hành ghép đối thủ nào. Nói chung thì các bạn nào xem mình thì biết mình đánh PvP đều rất là kém, PvE cũng kém, nhưng mà được cái có người hỗ trợ thì đánh cũng dễ thôi. Nhưng mà PvE thì rất là khó để hỗ trợ được mình phải tự tìm cách tự đánh lấy thôi. Thế bây giờ các bạn vào hướng dẫn rất là khó cho mình thì mình phải tự tìm cách đánh lấy. Để xem hôm nay liệu thắng được nhiều nhé. Thường đội hình mình chơi nhiều thức tỉnh nên đa phần phải chờ 10 cost thì thả cho dễ thôi. Chứ bây giờ thả sớm quá không đủ cost để hồi. Cho Xiaoyun xuống trước đi. Hỗ trợ bảo vệ cho nó mình sẽ dùng con Hildy. Ở đây chưa thấy địch thả tướng thì không biết là địch nhường cho mình đánh hay sao. Để thấy đây tàu này như bỏ trống như người ta nhường luôn cho mình đánh hay sao ấy. Nhường cái này thì chả cần thiết phải lo lắng gì cả, cứ thả bừa nữa. Ở đây bắt đầu người ta thả xuống tướng tiếp rồi. Ông cũng kinh khủng đấy, có vẻ cũng không ngon lắm đâu. Thả cái này xuống cho em choáng một tí không nào. Thế địch đứng đông đông này, có nên thử tí Yumina thì thôi, để Evelyn xuống bơm máu trước đi. À mà cũng hơi khó đấy.
Phát này có vẻ hơi hơi nát, mà thứ này vỡ rồi. Thôi hỏng. Khởi đầu đã thua rồi. Con này xuống cái trụ thêm một tí nào hay tí đó. Trụ chắc không trụ được lâu đâu. Phát này cảm giác vỡ trận hơi sớm rồi. Bất lực rồi. Khởi đầu đã thua rồi. Ok, bây giờ sẽ thử tí đan sen hai con, thua con này thử tí thay UD bằng con ấy, bằng con gì nhỉ? Con Yubin thôi. Hay là sao thử thả con tanh trước nhỉ? Mới cứ để thử con Yubin mà trước nhá. Thử thay thế một tí. Thử thả con tanh trước cho con kia ra sau xem sao. Mà muốn thả con tanh trước phải để nó làm con đứng đầu, cho nó làm lãnh đạo nhỉ? Không cho nó làm lãnh đạo thì không thả nó xuống sớm được. Là con lãnh đạo luôn luôn hiện ở đầu trận đấu mà. Nói chung là tập trung là thả Yubin, thả Xiaoyun, thả Evelynn với thả Chibuzu thôi. Còn mấy con khác thì chả hy vọng mấy đâu. Tầm đấy cũng đủ nát rồi. Người ta thả con này mình cũng thả con tương tự thôi. Cho tí Evelynn hỗ trợ đi. Thêm con Chifuzu phá giáp nữa đánh cho nhanh nè. Người ta còn bắn tỉa kìa. Chuẩn bị cho Xiaoyun xuống. Xiaoyun vẫn chưa đủ. Đây sắp đủ rồi. Tiền đường kích luôn con Sigma luôn. À nó win xứ rồi còn đâu nữa. Chưa kịp kích đã win rồi. Có vẻ ổn nhỉ. Thật ra tùy đối thủ thôi. 2959 nó có thể có hy vọng lên được bạch kim đấy, nhưng mà chưa chắc được. Mình có để đánh thử thêm một số trận xem nào. Nói chung là hy vọng lên thôi, còn lên được thật không thì cũng không chắc. Chifuzu xuống luôn đi. À địch chơi Titan à. Hay thử cho CVA tí phá qua con Titan tí thôi. Giết được Titan sớm thì có thể win được sớm, còn chưa giết được sớm thì hơi lo. Cho Evelynn xuống hỗ trợ bơm máu đi. Không kịp kích con Sigma rồi. Cái này sắp sửa loát hết rồi. Tôi là gái đang gây choáng thì vẫn còn hy vọng được. Xiaoyun xuống đi. Najubin chết mất rồi. Nói chung là giết được con Titan thì vẫn còn hy vọng vì cái tàu Abraham nó khá là giấy. Nó có thể hy vọng được. Đấy, phát này hy vọng win này. Nói chung là Xiaoyun nó mới ra đấy, nên là giả sử nó mạnh thật thì cũng chưa kịp cấm. Tại vì nó ra lúc đấy là đã ra xong cái banner cái danh sách ban tuần này rồi. Thì ra vẫn nên tận dụng con này đánh sớm. Tại vì sợ sang để lâu lắm người có quá cũng đánh không được lợi mấy. Nên tranh thủ đánh sớm cho nó lành. Để càng lâu người ta càng có nhiều, xác suất nó bị ban tuần sau cũng rất là cao ấy. Nên ra nói chung là sao xử lý sớm. Chưa, đôi khi loát vào trận nó hơi chậm một tí. Khởi đầu cho toàn tanh nhỉ, có thêm con bắn tỉa, con hỗ trợ bơm máu. Cho xuống choáng tí cho vui ý nữa. Chifuzu nó phá giáp đi. Xiaoyun sắp đủ rồi nhưng không biết trụ được không nữa.
Xeo Jun xuống nào. Mà chết xử con Yubin rồi. Hơi khó cái này, dễ thua lắm. Đông cái này đánh không nổi. Này xuống tanh cho nó một chút đi. Nijumi xuống tanh một chút đi. Evelynn sắp chết mất rồi. Không được rồi. Còn Yubina xuống nó chém mà như là chết chắc rồi. Hai chín sáu tám điểm vẫn chưa lên được 3.000. Nói chung mình sẽ đánh khoảng tầm 1 tiếng xem có lên được không nhé. Và nói chung là lên được thì lên, không lên được thì chịu thôi. Mà này nó có Xiao Yun đây. Nói chung là mình thấy là con Xiao Yun nó khá là mạnh nhưng mà người khen khá là nhiều nên nhiều bạn cũng tích sẵn vé đen rồi. Thành ra một số bạn sẵn sàng ăn luôn bảo hiểm để lấy nó. Thành ra cái câu chuyện mà lắm của Xiao Yun là chuyện bình thường đấy. Thêm Evelynn ra bơm máu hỗ trợ một tí đi. Có vẻ hơi khó lại bị dồn rồi. Điều có làm nên kỳ tích cũng hơi khó nhỉ, cảm giác bị dồn quá rồi. Họ bắt đầu mất máu nhiều rồi. Này cũng chả kịp thả con ấy rồi. Không kịp xuống nào Yubin xuống đâu. Ít này đang định quên mất không thả con Hera xuống để quật cho hai con lính kia đánh ngược lại phe địch. Tại có mấy con ít cót hay bị mê hoặc đánh ngược mà. Thôi kệ đi. Mình thử cho lại con Hugh đi và đánh tí. Mình thử cho Hugh đi và đánh tí xem sao. Vì cho Xiao Jun xuống nào. Evelynn bơm máu nào. Định cho Yubina xuống chém cái đám đông kia mà sợ hồi không kịp ấy, sợ không hồi kịp. Cái Hugh đi vẫn còn sống thì vẫn còn hy vọng được. Hugh đi còn sống thì vẫn có thể tanh được. Thuyền này coi như vỡ rồi, không cần thả thêm tướng. Nói chung lại win lại win lại rồi. Nói chung là cái thắng thua này cũng khó lên hạng lắm, đang hy vọng xem có lên được không thôi. Mới được có 2976 này vẫn chưa lên nổi 3.000. Không biết là 3.000 lên được hạng chưa hay phải trên 3.000 nữa. Thì kiểu lâu lâu không đánh cái bạch kim cũng quên mất bạch kim là bao nhiêu rồi. Đây mình đang ưu tiên kích hoạt cái Sigma sớm nên mình vẫn hay thả theo kiểu đúng thứ tự giáp đến kiếm đến súng ấy. Nói chung là cũng không biết là vậy có lợi hay không.
Tại vì trong một số trường hợp thả cố nó thì nhiều khi rủi ro cũng vẫn có thể thua. Với bạn này đang gom mình nhiều tướng để đánh với mình hay hay là người ta cố tình bỏ không đánh? Tại thấy người ta chưa thấy thả tướng xuống. Mà không thả tướng xuống thì mình sẽ lợi thế rất là nhiều. Không thả xuống xuống thì mình giết nhanh thôi. Đánh này chắc người ta bỏ không đánh rồi. Tại vì nếu người ta đánh thì chắc không ai để như này đâu. Nói chung phát này win ăn hên, phát này thắng thắng kiểu ăn hên thôi. Người ta không đánh. Hoặc có thể bạn đang xem YouTube mình, thấy mình đánh về đoán mình đang quay video thì ra nhường cho mình đánh thắng cho kiểu mình có hy vọng lên hạng một tí. Tại một số bạn cũng hay nhường mình lắm. À lên hạng thì lên được rồi, ok rồi, lên được bạch kim 5 rồi, quay trở về bạch kim 5 rồi. Như vậy là đạt được mục tiêu rồi đấy, tại vì nó giống như con Yuna cho mình lên được bạch kim 5 rồi. Còn cao hơn nữa thì hơi khó, nhưng mà sẽ hy vọng thôi. Đánh thêm lúc nữa xem sao. Nói chung ít nhất là con này cũng giúp mình quay trở về hạng bạch kim 5 rồi. Điều mà lâu lắm mình không làm được. Tại mình đánh PvP rất là kém nên thành ra là mình chỉ hy vọng những đợt nào tướng ngon mới ra và sau tận dụng lợi thế đánh sớm ấy, để lấy lợi thế thôi. Người ta thả một con tướng tanh xuống để cho con Chifuzu ra phá giáp thôi. Thế hy vọng khả năng phá giáp của nó. Bây giờ chắc lại chờ Xeo Jun xuống tiếp. Vừa kích hoạt được cái con Sigma luôn để vừa tăng thêm sức mạnh tấn công luôn. Chứ mà mình thì mình vẫn thích dùng con Hildi hơn là con Najubin thì các bạn đồ mình nó kém thì dùng con Hildi cảm giác nó tiện hơn. Evelynn xuống hỗ trợ bơm máu đi. Có con cái con này đang bắn tỉa ở sau không biết làm sao là dí được nó nhỉ. Ờ, con CVA bị bắn chết sớm quá nhỉ, nhưng mà giết được con Lee Sien của nó rồi. Ờ, con nhầm con Xiaolin của nó rồi. Đây chắc chờ địch xuống, nếu địch xuống được mình thả Yumina, còn bây giờ nó chết thuyền luôn thì thôi. Nói chung mình chả hiểu lắm, nó đánh cảm giác thế nào nó win là được. Nên là nãy giờ vẫn thấy đang win tiếp. Để xem không biết win được bao lâu. Nói chung mình nghĩ là đội hình này là hợp lý nhất với cái team của mình trong cái tuần này rồi. Nó bao gồm đội hình này mình chơi mấy con thức tỉnh nhỉ? Còn chắc mình chơi khoảng tầm 3 con thức tỉnh. Chơi 3 con thức tỉnh với lại mấy con hỗ trợ. Nói chung là toàn chơi những con tướng rất là quen thuộc, những con cũng khá là nổi tiếng không? Những con mà gần như ai cũng chơi. Đây, thả xuống hơi thấp với sao? Tôi cho Evelynn hỗ trợ bơm máu luôn đi. Để Shifuzu nó phá giáp cũng kinh mà. Bị nó dần hơi đau đấy, bị nó dần hơi đau, phát này không ổn, phát này không ổn rồi. Phát này khéo cho Jumina xuống chém đi. Thôi địch cũng có Jumina. Ở Jumina nó chém cũng rát lắm. Cho CVA xuống có cái choáng đi. Con tanh thì chưa xuống kịp. Thôi cái này vỡ trận rồi còn đâu nữa. Kịp không? Không không kịp, không kịp rồi. Không đánh thế này cũng không không để trụ được tàu. Cái này vỡ trận rồi. Trụ thêm một tí thì khó trụ lâu lắm. Nó giờ còn tí tí xíu máu này đánh khó. Ifuzu xuống kiểm trợ thêm tí nữa. Chưa tàu mình sắp hết máu rồi, khó. Cũng vậy, sao sắp sửa tụt hạng. Lên lên được bạch kim 5 một tí mà sắp sửa tụt hạng đấy.
Nói chung là chắc tuần này anh cố thủ ra giữ được bạch kim 5 rồi. Chả khó khó lên bạch kim 4 lắm. Để càng lên cao xuất xuất gặp những con Xiao Yun nó càng nhiều. Thì ra mình có người ta cũng có. Thì ra cũng chả có gì khác biệt mấy. Đây Evelyn bơm máu đi. Tụi mình giết được con đấy địch nhưng mà có trọng cái con chết tiệt ở dưới này, con Maria nó mà ra được cái đống 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 thiết giáp ra cũng mệt đấy. Chờ tí có chờ kịp con Jumina chém không? Sợ ra không kịp lại cho đống thiết giáp là đánh hơi căng. Sắp đủ cót rồi. Ok thả Jumina xuống đi. Này có hy vọng, phát này hy vọng đấy, phát này hy vọng đấy, thêm chi Vuzu xuống điểm trợ phá giáp đi. Ok, win luôn rồi. Vẫn đang cầm cự được bạch kim 5 nhé, chưa xuống, cũng không có dấu hiệu lên bạch kim 4, nhưng không có dấu hiệu tụt khỏi bạch kim 5 đâu. Rồi cái ánh kiểu cứ thắng lại thua này, chắc lẹt đẹt cả tiếng đồng hồ chắc vẫn loanh quanh ở hạng này thôi. Cho mình rất thích kích hoạt cái Sigma này sớm, mặc dù mình nhiều khi mình rất hơi băn khoăn trong quá trình đánh là kích hoạt nó trước lợi hơn hay là cứ đánh theo thứ tự lợi hơn. Tại vì nhiều khi kích hoạt nó xong một số con định ra đòn nhưng mà muốn ưu tiên kích hoạt này sớm ấy, thì đôi khi mình lại không ra đòn nữa. Mình không biết cái nào lợi hơn. Rồi phát này có biết chủ được không đây? Thuyền mất máu hơi nhiều đấy. Đồng đồng này không biết xuống có kịp choáng địch không này, hết bố nó máu. Phát này bắt đầu lật lưới, bắt đầu xông lên rồi, có hy vọng. Hildy sắp đủ rồi. Hildy xuống rồi chắc là bền hơn con Lee Jumi. Mình cảm giác mình tin tưởng vào Hildy nhiều hơn là Lee Jumi. Có Hildy ra bảo vệ cái cơ hội thắng sẽ cao hơn rất là nhiều. Mình bắt đầu đi ép lại sân địch rồi. Tại vì cho Chifuzu xuống phá giáp thêm rồi. Ok Chifuzu xuống rồi. Phát này có hy vọng này, phát này mà giữ được bên sân này lâu được. Có lẽ mình nên chờ Jumina xuống chém chứ. Hay cho thêm một con tanh nữa. Mình đang muốn chờ Jumina xuống chém. Jumina nào. Địch cái con Lee Jisoo chắc cũng chả cần thiết cho Evelyn lắm nhỉ. Mình sợ Evelyn ra nó bị kẹt. Và Lee Jumi thêm một tí con tanh đi. Nữa cố gắng cho Xiao Yun xuống hỗ trợ tiếp. Ở đây win rồi, phát này win rồi. Ok win luôn rồi. Ba không năm mươi rồi.
Địch chơi Titan à? Titan thích dùng con CVA một tí đấy, chắc là cho nốt con Seojun ra rồi mình dùng con CVA ra choáng đánh xuyên thiết giáp một tí cho vui. Mình chắc cứ cho con Seojun xuống trước. Ngày xưa rất sợ Titan nhưng ngày nay có nhiều thức tỉnh thì mình không sợ Titan lắm nữa. Ngày xưa mình sợ Titan lắm, bây giờ mình đỡ sợ rồi. Thế là con Titan sớm là gần như team địch sẽ vỡ mà. Evelyn xuống hỗ trợ bơm máu đi. À thì có con Sigma dạng đánh à. Con này trước mình quay hụt thì mình chưa biết con đấy có nguy hiểm không, nhưng mình trước mình quay hụt con đấy. Này hơi vỡ một tí nhỉ. À ok, win luôn, đang thả con Jumina xuống gần tàu địch tí mà thấy win luôn mất rồi. Mình tưởng chưa win mà đã định thả con Jumina xuống điểm trợ. Cái gái con Jumina máu cũng giấy mà, nó chung chỉ được cái lợi thế lúc đầu ném xuống rồi ném lúc xong nó chết ngay mà. 3070 rồi, tiếp tục đánh tiếp rồi. Nói chung mới đánh mất khoảng tầm gần 30 phút thôi, đánh thêm nửa tiếng nữa. Còn lên được bao nhiêu thì lên, còn con đen quá tụt xuống thì thôi, chả quan trọng lắm. Mình không tin thằng da đen này trụ được lâu. Mình tin vào Chifuyu cái thứ mình sẽ hạ được nó. Thêm Evelyn bơm máu đi. Seojun xuống đi. Có vẻ sắp toi, có vẻ sắp toi mất rồi. Không biết trụ được không, thấy địch đông quá, địch đông quá. Con này xuống xem có gì, cố gắng xem có choáng được phát nào rồi. Có địch mạnh thì có cả con Yuna nữa. Hay cho tí em Hara ra quật nhỉ. Xem con chim địch ở gần gần chỗ nào, Hara xuống quật đi. Mặc dù cũng không chắc Hara sống đến chỗ mà quật đâu. Mình sợ Hara chết trước khi quật được. À, Hara còn sống thì vẫn còn hy vọng. Ok, quật được rồi, quật được con Yuna rồi. Bây giờ chờ thêm Hildy xuống bảo vệ team thì hay hơn. Hildy xuống trước bảo vệ team này. Hơn nữa cho thêm mấy con Chifuyu Evelyn xuống sau. Vẫn còn hy vọng nhé. Mình vẫn còn giữ được máu tàu. Chifuyu xuống trước đi. Evelyn có 3 mana thì 3 cost thì nói chung hồi cũng nhanh đấy. Vì cho Evelyn xuống hỗ trợ. Vẫn còn hy vọng nhé. Con này bắt đầu mình đang tấn công lại tàu địch rồi. Con này còn hy vọng. Có Evelyn hỗ trợ bơm máu, mình nghĩ là Hildy vẫn trụ được. Cho thêm con này xuống thì có gì biết đâu có choáng được. Tập trung tấn công nào, con này bắt đầu rút máu tàu địch nhiều rồi. À địch lại thả Yuna xuống rồi, chờ Hara hồi mình quật cho nó phát nữa. Hara sắp hồi. À nó chết luôn rồi, chưa cần Hara chém. Ok win đấy, phát này win chắc chắn đấy. Ok win rồi. Chứ hiện tại vẫn đang rất là khả quan với con Seojun nhé. Vẫn đang rất khả quan với Seojun. Lại cả một con Titan nữa. Bây giờ nói chung ngày xưa nhìn thấy Titan mình khiếp lắm. Bây giờ thấy Titan mình chả sợ lắm đâu. Tất nhiên có thể vẫn thua, nhưng mà thấy cái tỷ lệ đánh được Titan cũng cao lắm. Bây giờ nói chung có nhiều thức tỉnh thì đánh cũng sướng. Cứ phá giáp lung tung thì cái Titan cũng chả hồi kịp đâu. Với các bạn thường người ta chơi Titan chơi tàu Abraham thì thường nó máu cũng giấy. Cái rủi ro chết tàu cũng cao. Nói chung ngày xưa một thời mình rất thích dùng Titan nên bây giờ mới đầu mình xoắn rồi. Bắt đầu không dám chơi rồi. Ngày xưa chơi nhiều lắm. Thường người ta chắc cũng thả Titan xuống sớm đấy. Seojun xuống đi.
Evelyn đi. Nói chung đội hình của địch sẽ thiên về thủ bên sân nhà đánh sang sân mình, tức nếu mình không giết địch nhanh nhanh tí để địch lấn sang sân ấy là cái tỷ lệ mình thua cũng cao lắm. Đồng đồng này không biết nên thả con Yumina không? Tôi có để thả con này xuống trước đi. Có gì xem nó choáng tí nào hay tí đó. Địch cũng có con Yumina, nói chung là đa phần người ta có Yumina nhiều. Chết tiệt, Hildy mình đã quên, Hildy mình sắp hồi cũng sợ lắm. Hildy xuống tiếp nào. Hildy còn sống thì vẫn còn hy vọng. Hơi băn khoăn nên dùng Yumina xuống chém không nhỉ? Mình đang tính dùng Yumina xuống chém mà không biết Hildy trụ đủ lâu không. Thế địch đứng khá là đông. Mà chẳng mình chưa giết nó thôi, phát này hỏng rồi, phát này vỡ rồi. Thôi thả tí Yumina xuống hên xui, chém được thì chém, không chém được thôi. Địch đông thế này hơi khó, thì Yumina máu cũng giấy lắm. Chém thì khá là đau, máu khá là giấy. Thôi không kịp rồi. Đã định thả xuống con Yumi xuống để yểm trợ mà không kịp rồi. Vừa mới chê tin thiết giáp xong phát bị nó giết. Vừa chê con Titan tí xong bị nó giết luôn. Tại xuống 3070 rồi. Thành ra nhiều khi cũng không nên chê team địch quá. Chê team địch quá xong thua nhục mặt lắm. Vừa chê xong phát thua luôn. Cái này ta dùng cái tàu xe la, không lẽ người ta chơi team lính à? Cái đấy người ta thả tướng thì không biết đây là dụng ý gì không? Ở đây như cái này người ta không thèm đánh luôn nên phải auto win. Thỉnh thoảng được mấy cái trận người ta không đánh nên chắc người ta nhường, thành ra là đi được lên luôn. 3096 chứ không được lên 43, không được lên 3100 cho tròn. Còn 3096 mới ghét chứ. Rồi Hildy chặn cho con Hara ra quật. Hara xuống quật này. Quật con phượng hoàng của địch. Ta cho tí Chifuzu xuống trước nhỉ. Thế thì kích con Sigma luôn. Mình đã khống chế được con chim đây nhỉ? Hình như chưa. Vì cho tiếp Xiao Jun ra đi. Hildy mình còn sống thì vẫn còn hy vọng. Tí nữa cho thêm Evelyn xuống hỗ trợ nữa. Evelyn xuống hỗ trợ máu đi. Chờ tí Yumina xuống chém cho ngầu. Cho địch đông đông một tí chém. Nếu mà địch không chết cho Yumina xuống chém. Đông đông cái này cho Yumina xuống chém đi. Yumina đục tàu nhanh lắm. Siva chưa kịp cho xuống đã thắng rồi. Ba một một năm rồi. Go ahead.
Con này mình đã dồn hơi nhiều, cái này dễ lại thua rồi. Cứ thấy bị dồn dồn cái này dễ thua lắm. CBA không biết có choán được không, sợ hết máu sớm rồi, chết sớm rồi. Thôi cái này vỡ trận, cái này vỡ trận rồi, cái này không hy vọng gì cả. Liyumi chắc chả trụ lâu đâu. Ok thua. Nói chung là thường thua, thua nhanh lắm. Thua thì mà vèo phát là thua luôn thôi. Còn đã cầm cự được lâu thì thường là thắng. Còn đã thua, thua rất là nhanh. Em vào sân địch thành công đây, cho thêm Evelyn xuống đi. Trông đông đông này, không biết chủ được không, sợ bị đẩy. Nói chung là vẫn đang cầm cự được, không biết chủ được bao lâu không. Chắc là chờ tí cho Hugh đi xuống kiểm tra thêm, Liyumi quáng trụ thêm lúc đi. Hugh đi xuống, Hugh đi xuống. Địch đây có cái khiên phòng thủ nữa kìa. Nói chung vẫn đang hy vọng, vẫn đang hy vọng, vẫn đang giữ ở sân. Mình đang định chờ cho Yumina xuống mà không biết có nên không. Ta muốn để cho Yumina xuống chém cho nhanh. Thôi để cho Yumina xuống đi. Evelyn xuống hỗ trợ tiếp đi. Ta bắt đầu đông đông bên mình, bắt đầu lấn sân sang địch khá là nhiều đấy. Có thể hy vọng được, có thể hy vọng được. Chifuzu xuống phá giáp thêm đi. Có thể hy vọng được. Ok, phải đánh win rồi. Nhưng mà cảm giác vẫn rất là khó lên hạng, chỉ lanh quanh ở mức độ này thôi. Cảm giác lên hạng vẫn hơi khó. 3126. Chắc phải lên tầm 3200 may ra mới lên nhỉ. Cho tạm Liyumi xuống trụ tạm một tí xem có biết trụ được không. Chifuzu xuống hiểm trợ đi. Bị ép sân nhiều quá mới trụ nổi không. Chắc phải chờ một tí cho Hugh đi xuống hiểm trợ tiếp, thì sợ mấy con kia cũng không trụ được lâu. Hugh đi xuống hiểm trợ tiếp nào. Hugh đi xuống. Địch cũng đông đông đấy, kể cho Yumina xuống chém phát cũng sướng nhỉ. Nhưng chào tận 6 cót thì có vẻ hơi lâu. Mà chắc là xem có cầm cự được không. Nếu mà con Hugh đi trụ được thì chắc có để cho Yumina xuống.
Yudi vẫn còn nhiều máu chắc trụ được, chờ Yumina xuống đi. À, Evelyn xuống hỗ trợ luôn đi. À, win luôn rồi. Nhiều khi định thả xuống xuống mà nhìn lại thanh máu win luôn rồi. Vậy đây là 3158 rồi. Tiếp tục đánh tiếp rồi. Vẫn đang có dấu hiệu thắng được thì vẫn đánh cố. Tại vì nói chung là chưa có dấu hiệu thất bại nhiều, cứ đánh cố thôi. Biết đâu lên được hạng cao cao một tí cho bỏ công quay video. Do tí thành tích nó cao cao một tí thì tốt hơn. Nói chung là ai thích thành tích cao thôi. Nói chung là thường mình chỉ ăn hôi cái tuần nào đầu tiên ra con thức tỉnh mới ấy, là mình hay kiểu kiếm được con tướng thức tỉnh sớm ấy, là mình hay lấy dựa sức mạnh thức tỉnh sớm mình đánh lên hạng thôi. Nhưng mà các cái tuần mà kiểu nó cấm thức tỉnh nhiều thì mình chả đánh được mấy đâu. Tại đa phần những đồ ngon nhất của mình cũng dồn cho mấy con thức tỉnh hết mà. Mà sau mình ngại tháo ra tháo lại đồ thì mình ít khi mình lắp lại đồ cho các tướng khác lắm. Có chi Fuzu phá giáp kết hợp với Hildy phòng thủ đấy. Treo Jun xuống hỗ trợ nè. Để có một con đánh tỉa này, con Can Seo Yong. Con này con Can Seo Yong sao nhỉ? Không nhớ tên lắm. Evelyn xuống hỗ trợ bơm máu đi. Hỗ trợ cho Hildy trụ lâu hơn nè. Mình đang muốn chờ Yumina xuống chém tiếp. Mà không biết hàng con kia Hildy trụ được lâu không. Nói chung là Yumina sắp đủ rồi. Xuống chém nào. Mà chắc phải cho thêm con Lizumi xuống yểm trợ. Sợ con Hildy sắp toi rồi. Với này mình mất máu hơi nhiều, biết trụ được không. Với này cảm giác vẫn hơi khó. Còn Yumina máu giấy quá chết xử rồi. Phát này dễ thua rồi. Phát này không trụ được. Để xem có cố được 3.200 điểm không nữa. À mấy con lính này cho con Hara ra quật một tí nhỉ. Mấy con lính thì cho Hara ra quật một tí đi. Biết đâu thôi miên nó đánh ngược lại thì tốt. Ủa không mê hoặc đánh ngược à? À nó chết xử rồi đâu. Nó chết sớm quá. Tìm bọn lính đánh nhanh quá, nhìn chả kịp nhìn thấy cái gì cả. Mà lính này không biết là cho cố con Yumina chém nhỉ. Thôi cứ để cho con Chifuzu xuống hỗ trợ đi. Mà Hildy chết mất rồi. Đánh cho lùi hết cả sân lại rồi. Không biết Hildy xuống kịp không, sợ chết sớm ấy. Đang muốn chờ Hildy xuống trụ mà có lẽ ôi không kịp rồi. Thì chờ Hildy xuống mà không kịp. Thế thế này cho con Lee Yumi xuống trước. Lại tụt xuống 3111 rồi. Có mấy cái lính cho con Hara xuống quật đi.
Với chủ được không, nó ép sân hơi nhiều đấy. Không ổn, không ổn rồi, lại không ổn rồi, lại không ổn rồi. Người chưa thả nổi Seo-jun xuống. Lại thua chóng vánh rồi. Bắt đầu có dấu hiệu dừng lại, có dấu hiệu sự dừng lại đấy. Chắc đánh quanh đánh thêm vài trận nữa mà thua tiếp thì chắc là dừng nữa. Đánh cảm giác thấy bắt đầu thua thua rồi. 3-0-8-6. Thì chuẩn bị cho Seo-jun xuống nè. Địch khá là đông nhỉ, cái này thả quát Yumina xuống thì cũng sướng. Đang chờ nó đủ Yumina không nào. Mình như địch lại vãn vãn rồi. Rất nhiều lính à, cho Yumina xuống chém đi. Bắt đầu ép sân, bắt đầu ép sân này rồi. Chifuzu xuống. Ok, phát này win đấy. Ô, cái này không chờ nổi Seo-jun xuống rồi. Cái này đánh đông, cái này Seo-jun giờ xuống không biết làm ăn được gì không. Thua rất là nhanh. Cả bọn lính thua nhanh kinh như được. Đến giai đoạn bắt đầu chuyển sang giai đoạn là thua hai phát liên tiếp và dừng nhé. Nếu mình thua thêm trận nữa mình sẽ dừng video. Còn nếu mà đánh cứ một thắng một thua và đánh tiếp, hoặc là thắng đều và đánh tiếp nhé, cho nó tiết kiệm thời gian lại tí. Không, cái này đánh dai dẳng thế này đánh không biết bao giờ lên được. Nó chả xuống hạng được, cũng chả lên được hạng đâu. Nó cứ đánh kiểu cứ thắng lại thua. Thế ra cứ thua hai lần liên tiếp là mình sẽ dừng. Nãy thua một lần rồi, bây giờ xem nếu thua thêm lần này nữa sẽ lại dừng. Nên là độ dài ngắn video tùy vấn đề thắng thua thôi. Để mình bảo toàn sao chắc chắn được cái hạng bạch kim đấy. Cả bạch kim 5 mình tạm chấp nhận được. Cho Phượng Hoàng xuống, cho Haza ra quật thôi. Cho Seo-jun xuống đi. Me and my hometown, baby, we go way back.
Để cho thêm Evelyn ra hỗ trợ máu thì thấy Hildy sắp hết máu rồi. Phát này có vẻ không ổn, phát này có vẻ không ổn rồi. Chiyu xuống hỗ trợ nào. Bắt đầu rút máu hơi nhanh rồi đấy. Phát này thua, phát này thua, phát này thua rồi. Phát này không để gỡ được. Ok, như vậy là thua rồi thì đành dừng video ở đây thôi, thua hai phát liên tiếp rồi, đúng không nhỉ? Để kết thúc lại video ở đây thôi. Như vậy ở đây là mình sẽ cho người xem một chiến một số chiến báo đánh của cái con Yuna, à quên, của con Seo-yun trong cái chế độ PVP trong cái tuần này. Nói chung là tuần này mình sử dụng đội hình như đã cho các bạn xem ở đây là bao gồm những con như là Hildy hoặc là con Ajubin là vai trò con tanh. Có chung phá giáp có Chifuzu, có Seo-yun hỗ trợ, Evelyn hỗ trợ, Lee Jumi, Hara và Sevilla và con Yumi. Và tàu sẽ dùng tàu hồ, hỗ trợ là con Sigma. Thì nói chung đấy là đội hình mình sử dụng trong tuần này. Thì mong cho bạn số cái chiến báo ở đó hấp dẫn cho bạn xem. Còn nói chung là trình độ mình có hạn thì tạm thời thôi thì nó không được gì nhiều, ít nhất nó giúp cho mình lên lại ở hạng bạch kim, đúng không nhỉ? Tại vì giờ con Yuna nó vào giúp mình lên ở hạng bạch kim là khá là thành công rồi. Còn mình cũng chả ước mơ gì hạng cao nên tạm thời chấp nhận như vậy nhé. Thì nói chung hiện tại bây giờ đang tạm thời đứng ở hạng bạch kim 5 và nói chung là đã thua khá là nhiều, bắt đầu chắc là bảo toàn cái thành tích ấy, thì chắc là dừng ở đây thôi. Thì nếu bạn nào thấy video hữu ích cho bạn đừng quên là like, đăng ký kênh, ủng hộ cho mình nhé. Còn bây giờ thôi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào các bạn nhé, xin chào nhé. Nếu các bạn thấy các video của mình bổ ích cho bạn thì để góp phần phát triển kênh của mình thì đừng quên là like, share cũng như đăng ký kênh hộ cho mình nhé. Và bên cạnh đó, nếu bạn nào có điều kiện hơn một chút thì có thể donate cho mình có thêm kinh phí làm kênh thông qua một số hình thức, ví dụ như là chuyển khoản trực tiếp hay là qua các ví điện tử hoặc là qua số trang donate, đúng không nhỉ? Để cho mình có thể có điều kiện để phát triển kênh hơn. Các link donate đều có để ở phần mô tả video đều có. Còn bên cạnh đó nữa thì mời các bạn cùng đón xem một số series khác của kênh. Nếu các bạn là người đam mê về đánh PvP với những trận đấu gay cấn thì game Samurai War Rush Enchuria sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Nói chung game này sở hữu một hệ thống tướng vô cùng đa dạng phong phú và vẫn update thường xuyên thêm. Và trong game này hệ thống tướng vô cùng cân bằng, bất cứ con tướng nào đều có thể tạo nên điều kỳ diệu trong game. Miễn sao bạn biết cách là phối hợp nó một cách hợp lý, chọn thời điểm ra chiêu hợp lý là sẽ được. Game này nói chung có những cái pha cật kèo, nói chung có những tình huống mà bạn tưởng chừng như thắng đến nơi rồi ấy. Nhưng tuy nhiên nếu bạn ấn xử lý không tốt ấy, bạn hoàn toàn có thể bị thua. Một con tướng hoàn toàn có thể cân được nhiều tướng nếu bạn biết cách chọn thời điểm ra chiêu hợp lý. Thành ra là game sẽ vô cùng gay cấn cho các bạn nào am hiểu về game. Thì thông qua series này, trong quá trình đánh trực tiếp PvP thì mình cũng cố gắng làm sao đó là giải thích cho bạn cái cách sử dụng của từng con tướng một, cũng như là phân tích một số vấn đề trong quá trình chiến đấu để cho bạn hiểu rõ về game hơn, đúng không nhỉ? Thì nếu bạn nào yêu thích series này thì hãy đón xem series về Samurai War Lost Enchuria trên kênh của mình nhé. Nếu bạn là fan của những chú Pokemon dễ thương thì chắc tựa game Pokemon Unite là một tựa game mà bạn sẽ không thể bỏ qua được. Với hình tượng những chú Pokemon đáng yêu trên một cái nền tảng, một chiến thuật, một sân đấu MOBA, thì nói chung là bạn hoàn toàn có thể được trải nghiệm điều khiển các chú Pokemon để đi giành những cái quả bóng Pokeball làm sao để thu thập được nhiều bóng nhất có thể. Thì game này sẽ phát triển trên nhiều nền tảng khác nhau cho các bạn có thể đa dạng nền tảng. Đó đặc biệt nền tảng phổ biến nhất mà các bạn sẽ thể dễ dàng tiếp cận được là điện thoại. Còn thời gian đầu tiên phát triển game sẽ ưu tiên trên Nintendo Switch trước, nhưng mà về sau sẽ được phát triển đến cả điện thoại luôn để giúp các bạn đều có thể chơi được như nhau. Thì ra chung là game này sẽ có tính giao lưu rất là cao, nên mình mong series đấy về tương lai sẽ được các bạn đón nhận và có thể cùng giao lưu cùng các bạn trong trận đấu thực tế. Tại vì game này mình đang hướng đến việc là có thể sẽ ra đấu cùng các bạn trong quá trình chơi game. Thì mong series sẽ được các bạn đón nhận trong thời gian tới nhé. Thì hãy đón xem series Pokemon Unite trên kênh của mình nhé. Sở hữu độ khó siêu khó, mặc dù chỉ là sử dụng những cái phím rất đơn giản với đồ họa rất là bình thường, nhưng tuy nhiên là jumping với game sẽ làm cho bạn vô cùng ức chế. Thế nói chung là sẽ mời các bạn cùng nhau trải nghiệm cảm giác ức chế, leo tháp, đi tìm công chúa, trong vai nhà vua đi tìm công chúa với game jumping của mình, đúng không nhỉ? Nếu bạn nào quan tâm đến series này, thích xem những game kiểu ức chế thì đấy, còn đó xem series jumping trên kênh của mình nhé. Bên cạnh các cái game vừa kể ở trên thì mình cũng còn rất nhiều các series khác đã và đang phát triển ở trên kênh của mình. Thì nếu bạn nào quan tâm các nội dung của mình thì đừng bỏ qua các nội dung đó nhé. Và bạn có thể hoàn toàn có thể quan sát nội dung đó cách đơn giản bằng cách là theo dõi các danh sách phát của mình. Tại vì các series mình làm chính sẽ có những danh sách phát cụ thể cho các bạn dễ dàng theo dõi hơn. Và mong các bạn luôn đồng hành ủng hộ kênh mình trong hiện tại cũng như là tương lai nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn các video lần sau nhé. Xin chào nhé.